Hầu như ai trong chúng ta khi tìm hiểu về vũ trụ đều đã biết về sao neutron. Một ngôi sao neutron thông thường có khối lượng từ 1,35 đến 2,1 lần khối lượng mặt trời, nhưng đường kính chỉ bằng một thành phố, tức vào khoảng 20 km. Và mới đây, các nhà thiên văn học vừa khám phá ra thứ có thể làm thay đổi cách chúng ta hiểu về sự tiến hóa của các ngôi sao trong vũ trụ. Và đó chính là sao neutron đen. Điều khiến các nhà khoa học bối rối từ lâu là các lỗ đen nhỏ nhất có xu hướng lớn gấp ít nhất 5 lần khối lượng của mặt trời, trong khi các sao neutron thường gấp 2,5 lần khối lượng mặt trời. Bên trong ranh giới đó là những gì đã được biết đến với cái tên khoảng cách khối lượng lớn. Một phạm vi bí ẩn giữa khối lượng của các lỗ đen và sao neutron là một dạng trong vài khả năng kết thúc của quá trình tiến hóa sao. Và khám phá mới đây của một nhóm các nhà thiên văn học châu Âu lại dường như phù hợp với khoảng trống bí ẩn đó. Sử dụng đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế La Raligo ở Louisiana và máy dò tìm Virgo ở Ý, một nhóm chuyên gia đã phát hiện ra một thiên thể bất thường có khối lượng gấp khoảng 2,6 lần mặt trời. Lý do những phát hiện này rất đáng chú ý là vì chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra một vật thể có khối lượng nằm chắc chắn trong khoảng cách khối lượng lý thuyết giữa các sao neutron và lỗ đen trước đó. Vật thể được đặt tên là ngôi sao neutron đen được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8, khi nó hợp nhất với một lỗ đen khổng lồ gấp 23 lần khối lượng mặt trời, biến thành một lỗ đen cuối cùng gấp 25 khối lượng mặt trời cách 800 triệu năm ánh sáng so với trái đất. Hai vật thể có khối lượng cực kỳ khác nhau khiến nó trở thành một sự hợp nhất rất bất thường. Đây là một thách thức đối với các mô hình lý thuyết hiện tại. Phát hiện này cho thấy những sự kiện này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta dự đoán, làm cho nó trở thành một vật thể có khối lượng thấp thực sự hấp dẫn. Đối tượng bí ẩn có thể là một ngôi sao neutron hợp nhất với một lỗ đen, một khả năng thú vị được mong đợi về mặt lý thuyết nhưng chưa được xác nhận bằng quan sát. Tuy nhiên, với khối lượng gấp 2,6 lần mặt trời của chúng ta, nó vượt quá dự đoán hiện tại về khối lượng sao neutron tối đa và thay vào đó có thể là lỗ đen nhẹ nhất từng được phát hiện. Hệ sao khổng lồ hoạt động như máy gia tốc hạt vũ trụ. Các nhà nghiên cứu phát hiện hai sao khổng lồ xanh phát ra luồng gió sao giúp những hạt hạ nguyên tử tăng tốc và tạo ra bức xạ tia gamma cực mạnh. Với kính viễn vọng chuyên dụng ở Namibia, nhóm nghiên cứu đứng đầu là Trung tâm Nghiên cứu Electron Synchrotron của Đức chứng minh một hệ sao nhị phân là nguồn phát ra bức xạ gamma năng lượng cao trong vũ trụ. Hệ sao Eta Carina ở cách trái đất 7.500 năm ánh sáng trong tròm Carina sản sinh tia gamma mang năng lượng lên tới 400 giga electron volt, gấp 100 tỷ lần năng lượng của ánh sáng khả kiến. Eta Carina là hệ sao nhị phân, bao gồm hai sao khổng lồ xanh, có khối lượng lần lớn gấp 100 và 30 lần mặt trời. Hai ngôi sao xoay quanh nhau theo chu kỳ 5,5 năm trong quỹ đạo hình ellipse. Khoảng cách của chúng liên tục thay đổi, có thể gần như từ mặt trời tới sao hỏa, hoặc xa như quãng đường giữa mặt trời và sao thiên vương. Cả hai ngôi sao đều bắn ra những cơn gió sao đặc chứa các hạt tích điện vào không gian ở tốc độ siêu thanh. Trong quá trình đó, cứ 5.000 năm, ngôi sao lớn hơn lại mất đi khối lượng tương đương mặt trời. Ngôi sao nhỏ hơn sản sinh gió sao với tốc độ 11 triệu km mỗi giờ. Một vùng mũi sốc Fermi, hình thành ở nơi hai luồng gió sao va chạm, làm nóng vật chất trong cơn gió tới nhiệt độ cực hạn. Khi đạt mức 50 triệu độ C, vật chất phát xạ sáng rực trong dải tia X. Tuy nhiên, các hạt ở gió sao chưa đủ nóng để tỏa ra bức xạ gamma. Vùng sốc thường là nơi những hạt hạ nguyên tử tăng tốc nhờ trường điện từ cực mạnh. Khi các hạt tăng tốc đủ nhanh, chúng có thể phát ra bức xạ gamma. Trên thực tế, vệ tinh Fermi của NASA và Azure của cơ quan vũ trụ Italy từng phát hiện tia gamma có năng lượng lên tới 10 giga electron volt từ Eta Carina vào năm 2009. Dữ liệu vệ tinh chỉ ra, Eta Carina có thể tạo bức xạ gamma mạnh hơn 100 giga electron volt. Hess từng phát hiện thành công bức xạ gamma 400 giga electron volt khi hai sao khổng lồ xanh đến gần nhau vào năm 2014 và 2015. Điều này biến hệ sao nhị phân thành ví dụ đầu tiên về nguồn sản sinh bức xạ gamma năng lượng cao từ va chạm giữa những cơn gió sao. Vùng mũi sóc của hai luồng gió sao va chạm giống như cỗ máy gia tốc hạt tự nhiên dành cho tia vũ trụ. Tìm ra nguồn thức ăn bí ẩn nuôi sống các hố đen siêu khối lượng suốt hàng triệu năm. Các nhà khoa học đã hé lộ những thứ mà họ tin rằng đã nuôi sống những hố đen siêu khối lượng xuất hiện trong vũ trụ từ thuở sơ khai. Giới thiên văn từ lâu đã tự hỏi
Làm thế nào các thực thể kỳ quái này lại có thể phát triển nhanh chóng, chỉ ngay sau khi vũ trụ cùng các thiên hà được hình thành, từ cách đây hàng trăm triệu năm? Nhưng giờ đây, bằng cách phân tích phần lõi của hơn 20 thiên hà xuất hiện khoảng 12,5 tỷ năm trước, có vẻ như họ đã tìm được câu trả lời. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng cho các hố đen trong vũ trụ thời kỳ non trẻ, hóa ra là các đám mây khí hydro khổng lồ. Sau khi khảo sát 31 chuẩn tinh, họ phát hiện có tới 12 trong số chúng được bao quanh bởi những đám mây khí dày đặc, mát mẻ, tạo thành nguồn thức ăn hoàn hảo cho các hố đen. Chuẩn tinh là tập hợp các vật chất xoáy, được cho là bao quanh các hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của một số thiên hà. Dù các chuẩn tinh có thể dễ dàng được phát hiện do độ sáng của chúng, các đám mây hydro bao quanh các thiên hà của chúng lại khó phát hiện hơn. Các nhà khoa học đã sử dụng thấu kính MUSE lắp trên kính viễn vọng cỡ lớn tại Đài Thiên văn Nam Âu để thực hiện những quan sát của họ. Dù các chuẩn tinh có thể phát sáng, các đám mây khí xung quanh chúng lại khó quan sát hơn nhiều. Tuy vậy, thấu kính MUSE có thể phát hiện ra những quầng sáng mờ nhạt của các đám mây hydro này, cuối cùng cũng giúp cho các nhà thiên văn có thể hé lộ nguồn thức ăn của các hố đen siêu khối lượng trong vũ trụ thời kỳ sơ khai. Vật thể kỳ lạ trong vũ trụ liên tục nổ hết lần này đến lần khác. Các nhà thiên văn đã theo dõi một vật thể vũ trụ bí ẩn, thực hiện 1.652 vụ nổ năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù các nhà nghiên cứu không lý giải được điều gì đã khiến nó lặp đi lặp lại như vậy, nhưng họ hy vọng những quan sát mới sẽ giúp họ tìm ra nguyên nhân. Vật thể này được gọi là FRB, vụ nổ vô tuyến nhanh, một hiện tượng bí ẩn được quan sát lần đầu tiên vào năm 2007. FRB tạo ra các xung trong phần vô tuyến của phổ điện từ. Những xung này chỉ kéo dài vài phần nghìn giây, nhưng tạo ra nhiều năng lượng như mặt trời trong một năm. Một số FRB phát ra năng lượng chỉ một lần, nhưng nhiều, trong đó có FRB121102 nằm ở một ngôi sao lùn được biết đến là lặp lại các vụ nổ. Sử dụng kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m, FAS, ở Trung Quốc, một nhóm các nhà khoa học đã quyết định tiến hành một nghiên cứu sâu rộng về FRB lặp lại này. Chiến dịch này chỉ nhằm thu thập dữ liệu thông thường về thực thể cụ thể này. FAST là kính thiên văn vô tuyến nhạy nhất thế giới, vì vậy nó có thể phát hiện ra những thứ mà các đài quan sát trước đây có thể đã bỏ sót. Trong khoảng 60 giờ, các nhà nghiên cứu đã theo dõi FRB121102 phát nổ 1.652 lần, đôi khi lên đến 117 lần mỗi giờ, nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ FRB lặp lại nào. Hầu hết các FRB xảy ra trong vũ trụ xa xôi, điều này gây khó khăn cho việc nghiên cứu chúng. Tuy nhiên, vào năm 2020, các nhà thiên văn học đã tìm thấy một FRB bên trong dải ngân hà của chúng ta, cho phép họ xác định rằng nguồn gốc là một loại sao chết được gọi là sao nam châm. Các sao nam châm được hình thành từ các sắc sao siêu đặc được gọi là sao neutron. Trong khi tất cả các sao neutron đều có từ trường mạnh, một số ngôi sao ngoại lai có từ trường đặc biệt với cường độ cao có thể làm biến dạng hành vi của chúng, khiến chúng trở thành từ trường. Hiện vẫn chưa xác định được tất cả FRB có phải là sao nam châm hay không. Nếu FRB121102 là một sao nam châm, dữ liệu mà các nhà khoa học thu thập được cho thấy rằng các vụ nổ nhanh đang xảy ra ngay trên bề mặt của ngôi sao, chứ không phải trong khí và bụi xung quanh,